Ôi trời, nơi mình ở bây giờ đó các bạn, thấy khói bốc mù mịt không? Do cháy rừng ở Canada đó các bạn. Bây giờ mình không dám ra ngoài. Từ New York đến chỗ mình ở bị ảnh hưởng nặng nề các bạn. Không biết bây giờ mới tan đây. Thấy khói nó bay không? Khói từ Canada mà nó thổi về hướng tiểu bang mình ở luôn các bạn. Chiều nay mình định ra ngoài tập nhưng bây giờ không dám ra nữa. Khói này rất là nguy hiểm cho phổi. Hay hoa nó bay ghê quá. Có bay mù trời không?